Chào các bạn, video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn là trong mùa dịch Covid này có nên bật kiếm tiền hay không. Và kênh của tôi đã lấy một kênh của tôi để tôi bật kiếm tiền và kết quả để các bạn xem. Trước tiên đấy thì tôi sẽ vào cài đặt ra để các bạn xem và trạng thái tính năng để cho các bạn xem cái kênh của tôi. Cái kênh này của tôi ấy, tôi đã bật được kiếm tiền để các bạn xem này. Tại sao trong mùa dịch tôi lại bật được kiếm tiền? Xin chia sẻ trong cái video này các bạn xem này. Bạn có thể sử dụng quảng cáo để kiếm tiền từ video của mình. Tôi chưa bật đâu, nhưng mà nó đã báo về cho tôi rồi này. Vậy thì tại sao lại thế? Thì xin thưa với các bạn như sau. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2020 ấy, thì tôi đã kích hoạt và bật kiếm tiền. Đấy, thì đến ngày mùng 2 tháng 5 xin thưa với các bạn, thì YouTube đã gửi cho tôi đây. Tôi sẽ rút này ra. Đây, mùng 2 tháng 5 này các bạn nhìn này. Đấy, thì YouTube đã gửi cho tôi một cái thư. Đấy, đúng là mùng 2 tháng 5 này. Xin chúc mừng kênh YouTube Đinh Hanji của bạn đã được phê duyệt tham gia chương trình đối tác của YouTube và hiện có thể kiếm tiền trên YouTube để bắt đầu ghé qua vân vân. Đấy, vậy tại sao rất nhiều chuyên gia, thậm chí là rất nhiều cái người giỏi YouTube, ví dụ như là Sĩ Tâm này, Thế Tâm này, hay là Dương Trung Hiếu này, các bạn biết những cái người giỏi về YouTube rồi, người ta đều khuyên là không nên bật kiếm tiền trong cái mùa dịch Covid này. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì mùa dịch Covid này thì YouTube nó cho nghỉ quá nửa nhân viên rồi, nên là nó chỉ cho máy tự động hoạt động thôi. Nhưng mà tại sao tôi lại bật kiếm tiền vào cái thời kỳ này? Bởi vì tôi nghĩ rằng đó là các bạn chúng ta thường quan niệm nó là mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng thiệt, nghĩa là đi buôn. Thì tôi nghĩ rằng những cái ngày đấy thì ít người đi đường dài, đi xe. Nên là tôi cứ nhập ngày đấy tôi đi thì xe rất là rộng rãi, không còn phải tranh chỗ cái gì cả. Thì YouTube cũng tương tự như thế. Thì ai cũng khuyên là không nên bật kiếm tiền vào cái ngày dịch này, mùa dịch này. Đấy, phải để qua mùa dịch hãng bật. Thì tôi lại bật đúng cái mùa dịch này, thì các bạn thấy đó là tôi bật rất là nhanh. Từ 30 tôi bật mà đến ngày mùng 2 tháng 5 thì nó đã thông báo cho tôi rồi này. Bạn cũng nên xem qua nội dung đấy và cũng như mọi thứ liên quan này, vân vân. Thì đã thông báo cho tôi, xin chúc mừng bạn là đối tác của YouTube và bật kiếm tiền. Vậy thì các bạn thấy tôi thì thử làm một cái rất là liều lĩnh. Tôi đã xem rất nhiều video của Dương Trung Hiếu, các bạn đánh là Dương Trung Hiếu hoặc là Thế Tâm hay là Trần Sĩ Tâm, YouTuber hay là đấy, thì đều khuyên là không nên bật kiếm tiền vào cái thời dịch Covid này. Nhưng tôi bật đúng vào ngày 30 tháng 4, bởi vì ngày 30 tháng 4 là ngày hai vợ chồng tôi cưới, kỷ niệm ngày cưới, thì tôi bật. Tôi bật vào đúng buổi sáng tầm 9 giờ tôi bật. Ngày 30 tháng 4 ngày nghỉ đấy, các bạn biết rồi. Đấy, và đến đúng tối ngày mùng 2, xin lỗi, tối ngày mùng 2 thì YouTube nó gửi cho tôi một cái thư này. Rồi, đây các bạn nhìn đây, đúng không nhỉ? 4 giờ 12 phút sáng, 4 giờ 12 phút thì này, sáng ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Đấy, nó gửi buổi sáng sớm các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là tôi bật kiếm tiền, và tại sao tôi bật vào ngày 30, thì các bạn lưu ý bật kiếm tiền chúng ta sẽ bật vào ngày từ ngày 29 đến mùng 9 dương lịch. Các bạn lưu ý nhé, đây là cái thời điểm mà YouTube nó bắt đầu là quét các kênh để bật kiếm tiền, chỉ được sử dụng bật kiếm tiền vào cái giai đoạn từ mùng 9 29 đến mùng 9 nữa các bạn nhé. Còn những ngày khác thì nó sẽ không quét đâu đó, nên là mình sẽ đợi rất là lâu, nên là tốt nhất các bạn là nên bật vào những ngày đó các bạn nhé.